Lady Gaga khỏa thân, hóa thân thành robot như trong phim khoa học viễn tưởng, trong bộ ảnh xuất hiện trên tạp chí Paper số tháng tư mang tên Transformation. Nữ ca sĩ Lady Gaga đã hóa thân thành nữ robot ngoài hành tinh lạ lẫm. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Frederick Heyman. Theo Paper, bộ ảnh mang tên Transformation được thực hiện chuẩn bị cho màn ra mắt album Chromatica của ca sĩ vào ngày 10 tháng 4 tới đây. Trước khi bắt đầu buổi chụp, Lady Gaga đã nói. Tôi đồng ý khỏa thân trước mọi người trong căn phòng này. Tôi tin, rằng chúng ta, đang làm nghệ thuật, không phải phim khiêu dâm. Sau đó, cô cởi áo choàng Versace, và bước vào. Điểm gây chú ý ở bộ ảnh Transformation sự biến đổi chính là cảnh tượng người đẹp khỏa thân. Bao quanh những ổ cắm điện đính dày đặc trên cơ thể nối với phần nguồn chính giống phim khoa học, viễn tưởng, hình ảnh nữ ca sĩ cũng được Frederick quét 3D từng CM trên cơ thể trước rồi tạo ra hình ảnh kỹ thuật số hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại